Xin chào mọi người, cuối tuần vui vẻ nha. Thứ sáu rồi, yeah. Mình mới thả thằng con xuống trong trường học. Bây giờ mình sẽ đi để đổ xăng cho nó đầy. Mặc dù xăng chạy tuần không có được bao nhiêu, chỉ có nắp có 1/8 của cái bình xăng thôi à. Nhưng mà mình định là ngày mai đi lên thăm con gái cho nên mình phải đổ xăng đầy đằng sáng mai đi khỏi mất công lo lắng. Mặc dù vẫn vẫn đủ để mà chạy nhưng mà mình thôi thứ sáu rảnh rỗi đi đổ xăng. À, chạy không kịp, tới đây bị đỏ đèn đỏ rồi. Costco xăng bây giờ nó đỏ nó sửa lại rất là nhiều cây xăng cho nên sáng sớm giờ này đi là thoải mái nhất á. Hồi xưa mình đi làm mình ghé đây đổ xăng nó có coi 3 lần mà mỗi một lần nó có 2 cây là coi như là có 6 cái trạm thôi. Bây giờ tới 12 trạm lận. Bên trong mở nhạc cho nên không có thâu được. Ra ngoài đây ngồi thì tiếng xe ồn quá. Làm YouTube mà mình monetize cái video á là mình kiếm tiền á. Mấy cái nhạc nó mệt mỏi lắm, nó có copyright. Cho nên nhiều khi mình không để ý á. Thôi mà background nó có nhạc cứ là nó cấm nó không cho mình thu nhập, còn thôi là nó cho tiền quảng cáo cho những người viết nhạc đó thì mình thấy cũng ok, nhưng mà mình hiểu không hiểu tại sao chỉ có nhạc ở trong ngoài sau lưng của mình thôi, mình đâu có phải cố ý đâu mà nó cũng muốn phạt mình đó. Với lại nhạc nhiều khi mình nghiên cứu đó mình thấy nhạc đó không có ai đòi bản quyền hết, xong rồi mình ghép vô trong cái video cả năm trời luôn, tự nhiên không có cái tự nhiên nó đòi bản quyền. Cho nên làm YouTube mà mình muốn cho nó hay hay, mình bỏ nhạc hay hay vô thì nó cũng khổ lắm. Mình muốn mặc dù mình không có monetize, nghĩa là mình không có làm tiền, nó cũng restrict của mình. Cái quy luật của nó, mình nói thiệt ha, không ai hiểu hết. Thì mình chỉ cố gắng làm cái video sao mà nó hay hay, nó có vui vui. Mấy anh bà tàu nào nói chuyện sùm nha, không thấy đâu hết mà cái tiếng bà sùm đó. Anyway, làm YouTube thì phải chịu thôi, mà mình cố gắng làm sao mình khỏi bỏ nhạc đó, mình cho nó khỏi mất công phiền. Đổ xăng mé bên kia đường á, Costco bên đây tính ghé qua ăn tô phở thì chứ chưa có mở. Giá tiệm này mua mấy cái bánh cho thằng con rồi mình mua cà phê uống. Bây giờ tiệm phở nó mở rồi nhưng mà mình chắc cũng không muốn ăn quá. Lỡ kiêng ăn rồi kiêng ăn luôn, may lên gặp con gái chở nó đi ăn đó là mình phải ăn. Cho nên thôi nhịn ăn bữa nay. Thôi mình đi về đi, ở đây cũng ồn quá. Thôi chào các bạn nha.
Bên đó là cây xăng Costco đó. Rồi bên đây đường là khu chợ Tàu Việt Nam. Trong đó có quán phở với quán thịt Hàn Quốc. Đây là cái chợ của mình thường hay đi nè. Ở đây quán cà phê mình mới vừa vô mua uống. Thôi đi về. Quá trời ngỗng luôn. Xin chào các bạn. Mình tính ra đây ngồi chơi nha, hóng mát chút trước khi đi rước nhóc thứ sáu. Công viên này quá trời ngỗng. Ngỗng ơi là ngỗng. Nhìn đây chắc cũng hơn 50 con. Quá nhiều luôn. Hey. Định đi bộ trong công viên này mà sao tự nhiên thấy chóng mặt quá, giống như xe nóng vậy đó. Thôi vô xe ngồi chút xíu. Nắng không có gắt lắm nhưng mà thấy tự nhiên chóng mặt. Không biết tại mình ăn ít bữa nay sao sáng giờ ăn cũng có ăn chứ. Không biết sao nữa. Thôi đi vô nghỉ chút xíu rồi ra tính sau. Thì tùm lum hết. Đây. Ăn cỏ ỉ. Nãy mình đi ngoài nắng quá chóng mặt cho nên đi kiếm ly trà uống xong mà thấy khỏe lại. Giờ ra đây ngồi ngay công viên nghỉ mát cho mấy con sóc nó ăn, cho mấy con sóc nó ăn mà không biết nó có dạng như hôm qua không. Có hai con đang đi tới nè. Có hai con đi tới. Chạy mất tiêu rồi. Ok. Thì tự nhiên sao chóng mặt. Mình nghĩ không biết tại ăn ít sáng mình ăn chưa có ăn đủ nên uống ly trà, một chút trà có chút xíu đường á cái nó tỉnh lại, chắc cũng triệu chứng của tiểu đường cơ, mà đường nó xuống cao xuống thấp quá cái nó mình thấy choáng choáng. Rồi đây cho mấy sóc nó ăn mà nó nhát quá. Mình hôm qua nay cũng ngồi coi về cái drone thì mình thấy cũng mất công quá. Nghĩa là mình mua cái drone mà trên nửa nửa pound là như thế là trên như bao nhiêu quên này. Anyway thì nó dưới dưới nửa nửa pound thì phải nữa là 200
250 gram là phải đăng ký với lại FAA. FAA là cái quan cơ quan của về máy bay, về không không gian rồi đó. Mình phải đăng ký. Thì mình coi cũng có nhiều người nói là thì cũng ok, nhưng mà có cái mình phải biết là chỗ nào không có cấm là một, là hai nữa là mình hay bị người ta thưa lắm. Mà lắm mỗi lần bị thưa là thế nào mà mình cũng phải bị được tụi FAA nó gọi cho mình. Con này quá mập luôn. Con này dạng mấy con kia nhát quá. Cái con này cái đuôi bị đánh lộn gãy đuôi sao. Bữa nay có hai con rồi. Đó thì mình thấy phiền phức quá. Thấy mỗi lần mà người ta complain là người ta thưa mình cái là tụi FAA nó sẽ gọi mình, là mình phải chứng minh là mình không có, nó điều tra mình đó, nên người ta bị hoài à. Là mình làm chơi có gì đâu mà phải chụp tấm hình. Nhạc quá. Chạy mất đi. Mà nó nhạc tít tít cái nó chạy. Rồi. Đó là một rồi, hai nữa là mà nếu như mà mình phải mình làm YouTube mà mình kiếm tiền á thì nó lại có cái chuyện mai mốt nó có rắc rối nữa. Nó nói là mình là commercial. Chứ sợ. Nhát quá đi. Đó, tóm lại là thấy rắc rối lắm. Mà mình chơi là cái hobby, là cái sở thích chơi vui mà bị rắc rối như vậy mình đâu có thích đâu. Với lại mình nghĩ mình muốn vlog rồi mình làm cái cho nó đẹp. Ví dụ như mình đi bộ cái mình vừa nói chuyện cái mình cho cái drone nó chạy theo nó dò mình á, mà làm vài lần thì nó cũng chán thôi coi. Cho nên mình nghĩ đi nghĩ lại chắc cũng không mua. Có thể mua cái loại rẻ hơn, mà cái loại mà dưới nửa pound mà không cần phải đăng ký thì mình chơi trước rồi tính sau. Tại vì cái drone mình định mua là 400 là phải đăng ký rồi phải cẩn thận đủ thứ chuyện đó, cho nên nó không vui. Còn con cái drone kia nhỏ xíu à thì không cần phải đăng ký, nhưng mà mình thấy trên YouTube mấy người ta ra biển hay ra đâu chơi cũng hay bị nó thưa, nó tới tới mấy bà Mỹ trắng cà chớn tới nói tại không được chơi đây, cũng lượn tung beng. Con đang đứng trên cái nó lụm xong nó chạy về đó nó ăn.
cho máng sóc có ăn cũng riết cũng chán. Bây giờ còn tới 2 tiếng đồng hồ nữa mới rước nhóc. Tại vì hôm nay nó thứ sáu nó còn ở lại nó chơi, gọi là tailgating á, là tụi nó có giống như sau lớp học rồi nó tụ lại chơi party, ăn ăn vui vẻ rồi gì đó. Nó hùng tiền lại mua đồ ăn rồi nó chơi uống nước rồi đó, bánh ngọt. Mình nãy hứng lắm mới đi ra đây, xong rồi cái đi bộ hơi cái tự nhiên chóng mặt quá. Đi được 2.000 phút bước à, mà thấy mệt quá. Rồi ra công viên này ngồi tán dốc một chút cũng quải nữa, thôi cũng chán. Ăn sóc cho nó ăn riết rồi cũng biết làm gì, ngỗng sóc rồi gà lôi chán hả? Kiếm gà móng chân đỏ rồi gì chụp cho nó vui. Giờ ok thôi, mình nghĩ cách làm gì cho nó vui đi, cho giải trí 2 tiếng hồ đặng đi rước nhóc. Ok, mình xin chào tạm mấy đây nha, khi nào có cái gì vui mình lên tám tiếp. Bye bye. Mình có chia sẻ là mình trade stock, là mình bán buôn bán chứng khoán, nhưng mà mình thật ra thì mình không phải là chuyên nghiệp, mình chỉ học hỏi từ 30 năm nay lúc mình đi làm á, mình theo dõi stock cái chứng khoán cho đến bây giờ mình rảnh rỗi thì mình mới có số vốn, mình làm mình kiếm tiền chút đỉnh vậy nè, mỗi ngày hên thì mình kiếm được chút đỉnh 100-200 vậy đó, trong tuần 500 có, nhiều khi không có đồng nào hết. Cái đó là một cái khiếu mà mình, không phải cái khiếu nữa, là một cái kinh nghiệm mình học qua trong mười mấy năm trời, nhưng mà đến thật sự mà mình bỏ tiền ra mình làm là cũng khoảng 4-5 năm nay. Thì mấy năm đầu là làm không có được, mấy năm đầu là từ hoài cho tới lỗ chút đỉnh, là cũng hay lắm, là rất nhiều người lỗ đến nỗi lỗ hết vốn luôn. Thì nói đúng ra mình không có chia sẻ được về cách mình làm, tại vì cái đó mình không phải là chuyên nghiệp. Hai nữa là cái về vấn đề mà làm khuyên về làm tiền bạc là một cái không nên, tại vì người ta làm được thì không nói gì, mà ta làm không được thì người ta đổ thừa mình, đúng không? Cho nên mình không có chia sẻ cách mình mua bán làm sao, chỉ có cái là kinh nghiệm của mình. Bây giờ mình chỉ giống như là thả câu vậy, mà lâu lâu canh được một cái mua vậy đó, chứ còn không phải như ngày nào cũng kiếm được tiền, có lúc cả tuần không kiếm được đồng nào hết. Nhưng mà rất là cẩn thận nên không có bị lỗ trong một năm rưỡi nay, là không có bị lỗ. Tức là mình mua lại chút đỉnh, có lúc không lời vậy đó, chứ không có dễ đâu các bạn. Cho nên các bạn có hỏi mình muốn chia sẻ cách làm sao thì mình không có thể chia sẻ được. Xin lỗi nha. Cái chia nghĩa là tư vấn tình duyên hay là tư vấn tiền bạc là hai cái mình không có thể tư vấn được. Sorry.